bây giờ thì mình với cả Minh Vương đang ở nhà trong nhà này, tại vì sợ cái thằng mặt nạ xanh với thằng Húc Ghi vào nó phá anh ạ. Ê, Minh Vương giờ đang ngủ anh em, sáng giờ nó đang ngủ đây. Đấy, ừ, dậy đi em ơi, ngủ gì ngủ lắm thế. Ui, đấy anh em ạ, anh em chỉ toàn ăn với ngủ thôi, chả làm được cái gì cả. Sáng đi, dậy đi sáng đi, dậy dậy trong nhà đi, anh đi ngủ phát nào. Ui giời ơi, sang ngủ luôn rồi anh em ạ. Ui, cái này còn ai trong nhà nữa. Ui ui ui, Vương ơi, dậy đi, có tiếng gì Vương ơi, dậy đi. Tiếng gì ấy? Không biết được, sao đây. Dậy đi, dậy đi, có tiếng gì ấy. Dậy đi, nhanh lên. Ui, gì đó, chưa. Có cái gì kìa. Hình như là thằng Húc Ghi vào phá thôi. Ui, chuyện. Sao đây, đi. Anh em ra xem nào. Đi anh xem. Ui, thằng mặt lạ xanh Vương ạ. À, đi Vương xem có đi đâu không. Ừ. Ui, nó thấy rồi. Ui, anh em xuống lại. Khả năng bây giờ hình như đi một mình thôi, anh em mình có sang rồi. Ui, anh em xuống lại đánh nhau trận. Anh em xuống lại đánh nhau trận. Phá cửa. Phá cửa. Mày. Ui, đánh nhau trận. Anh em. Mày vào đây làm gì? Hả? Ê, anh em đánh không? Mày. Ui. Cẩn thận đi Minh Vương ơi. Áo phát sàn cẩn thận đi. Ui. Sàn đi. Cẩn thận đi. Ui. Chết rồi. Vương ơi. Mày. Bắt luôn. Mày làm cái gì? Thằng đánh nào nhá. Tao gọi đại ca TV Man tao ra. Hóa ra là đàn em của TV Man à? Anh em nhốt nó vào cái lồng sắt kia. Anh em á. Mày gọi là ca đây. À, mày đây. Đợi à? Để luôn. Ui. Ui, nó ngất rồi. Ra lấy cái lồng sắt ra đây. Nó ngất rồi. Nhanh ra lấy cái lồng sắt đây. Ui Vương ơi. Hóa ra là nó là đàn em của TV Man, bảo sao mấy ngày hôm nay nó vào phá Vương. Hóa ra cái thằng nó là thằng đàn em của TV Man. Giờ em nhốt anh em nhốt nó vào. Nhốt nó vào luôn. Mày vào phá đám này. Mày nhốt nó vào luôn. Đứng dậy. À, hóa ra mày là đàn em TV Man à? Mày thằng này. À đợi đấy à? Ê, Minh Vương với Sàn đây. Bây giờ như này nhá. Bây giờ là anh em mình lấp đi. Bây giờ dình đợi thằng TV Man vào xong rồi anh em mình nhốt cả thằng TV Man luôn về lấy chiến lợi phẩm cho anh Hùng. Được không? Được. Cảm thấy ok không? Bây giờ anh em trốn đi. Mày ngồi đây, mày đợi đại ca của mày vào đi nhá. Đợi đi. Cho San ngoài đây trông. Đây, San cầm vũ khí đi. À, có cần vũ khí không? Không cần à? Ừ, ok. Thế bây giờ anh với Vương đi trốn đi. Sao phải đi trốn? À đi lấp. Nhầm. Đi lấp. 2000 years later. Vương ơi. Hả? Sao đợi thằng TV Man nó nhỉ? San ơi. San ra xem là nó vào chưa? Ui, lâu quá. Mày cứ ngồi yên đấy nhá. Mắt thì trông trô hố ra. Mày gọi đi. Ui, cái gì ấy? Ui, nó vào rồi à San? Ui, sao? Nó vào rồi. Nó vào rồi. Ui, ôi. Ui, San ơi, cẩn thận đi. Cẩn thận đi Vương ơi. Em thấy nó cứ khỏe làm sao ấy. Em không ăn được. Ui, sợ gì anh với mày vào phang. Ui. Mày đánh em tao á? Sao đây? Cẩn thận đấy. Chết rồi. Ui, hai thằng xuống giải cứu nhau ra rồi, cô Linh ơi. Ui, chết rồi, mày mày lại. Ủa là mày vào đây. Làm sao? Em không sao. Sao làm sao không kìa? Có sao không? Chưa. Chạy bây giờ anh nhầm thì gọi anh Hùng lên. Tưởng là thằng TV Man nó yếu. Anh là sao nó khỏe thế? Ừ, vào nhà đi. Vào nhà đi. Ừ. Wow, đây là cô Linh rồi. Em vừa lên muộn nhé. Tình thằng đấy lại đến là các bạn xanh ngày tới ạ. Vâng. Mà
thấy lì đấy nhỉ? Ăn với cả Vương với cả xa xa kia. Thế anh thấy Vương gọi bỏ nó còn gọi cả cái thằng Tim Man lên à? Đánh vợ em chết nhà luôn. Hóa ra nó là đồ của Tim Man à? Nó bảo là nó đánh em của Tim Man lên à? Đánh em? Vâng. Ê, tôi nhận thấy thằng Tim Man là đại ca. Thằng Tim Man nó là đại ca mà. Thế hôm nay anh em mình có bắt được không? Ủa, bắt được thằng anh đầu xanh ấy. Anh em ạ, tình hình là rất tình hình đấy. Hôm nay mình đi bán tí thôi mà cái thằng gọi là cái thằng mặt lạ xanh đấy, nó bảo nó là đàn em của TV Man đấy. Nó vào đây nó định bắt anh em đấy, nhưng mà thấy Vương kể cho mình là anh em đã bắt nhốt được nó khỏi lòng người. Nhưng mà cái thằng TV Man đấy, nó đến nó cứu luôn đàn em của nó đấy. Thằng này có vẻ là một đại ca rất là uy tín đấy. Thế lúc đại nó giải cứu thằng TV Man không ạ? À, lúc nó giải cứu thằng đàn em nó khỏi lòng sắt không, nó bỏ chạy, nó có nói gì không? Nó bảo là chúng mày đợi đấy, tao tí nữa tao quay lại. Tí nữa quay lại hả? Vâng. Có thật không? Thật, nhưng mà Vương với cả San về luôn. Thì Vương nó gọi cho anh, nó bảo nó về công việc. Thì nếu mà như thế phải gọi cả Vương với San lại chứ không, nó quay lại đây thì vỡ mồm mà. Thế để không ạ? Thế lúc buổi chiều anh em đông thế còn không làm gì được, thế bây giờ có hai anh em mình làm gì nó? Hả? Hay mày gọi điện cho nó đi. Gọi điện cho Vương nhá, xong bảo Vương qua đón San lên thế này nhá. Ok em nhá. Anh chỉ sợ tối nó quay lại đấy. Em ơi, em gọi cho Vương với lại bảo Alpha San. Để em gọi. Ừ. Bảo gọi luôn cả bảo Luffy đây cho anh. Thằng này anh cay lắm rồi. Máy ra kia đi, gọi đi để anh vào máy tính anh kiểm tra thông tin cái thằng TV Man này cái. Hả? Hả? Đang ở đâu ấy? Quỷ quay lại nhanh nhá. Ừ, anh muốn nghe nữa này. Ừ, vậy anh đoán cả Alpha nữa. Nhưng không phải thay nhận ở trên này không đánh được thằng Tivi Nhan với thằng Mặt Xanh đâu. Bảo lên nhanh nhá. Lên nhanh nhá. Nó có lên không? Vương bảo là đang lên, đang đi đường, đang lên rồi. Đang lên á? Ừ, thế đấy nhá, đi. Ui, cô Linh ơi. Nó sao em nhá? TV mẹ ôi. Tha tay em, tha tay. Ôi. À, thằng TV mẹ đây rồi. Mày. Ok không em ơi. Ok không có bị đói nhỉ. Mày TV mẹ này. Ôi. Em sao mà? Không em ơi. Có bị nó rồi. Ôi, nó làm gì ấy? Cút! À, đây không phải nhà mày nhá. Ôi em ơi. Ôi kìa. Bây giờ sao đây? Ôi em ơi. Anh. Thằng TV này á. Ôi, nó bỏ nó đến thật em ơi. Ôi em thấy sao bạn Vân chưa? Ôi cái đồ trung thu này, cái nhựa này đập làm gì? Đập thôi. Mày, làm sao nào? Đi chưa? Đi chưa? Hả? Hai anh em mình xuống ra. Đi. Hình như nó yếu thế rồi. Cái gậy nhựa này ổn phết nhỉ? Ủa mình nói. Anh xuống ra. Đi. Em ra trước đi. Đâu? Thợ Yên ấy. Hả? Vừa anh thấy nó cửa sổ mà. Hay nó chạy rồi. Mày chọc vào đấy nó chạy thôi. Đây, chạy rồi em ơi, chạy rồi. Đây cái lồng hôm nay em nhốt là mặt lạ xanh ấy. Ừ nhỉ. Đuổi anh nhỉ, trốn ở đâu anh thế? Anh em đuổi ra ngoài. Ui, cổng mở anh ấy. Ui, khả năng nó chạy kia rồi. Ui. Nó chạy đi rồi em ơi. Đóng cửa. Ok anh em nhá. Hôm nay tí nữa anh em mình đập vỡ được màn hình của TV Man nha. Nhưng mà nó chạy rất là nhanh. Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ lên dọa tí xong anh em mình tấn công cho chạy mất luôn. À, em ơi, khả năng nó chạy nó gọi cái thằng cao thằng đàn em nói. Thế à? Ừ. Thì thế anh em mình trốn đi, đợi đi. Khóa cổng chưa? Em khóa không? Đợi Vương mới sang lên nhá. Thôi anh em vào nhà đi. Anh em ạ, thằng này nó ghê quá. Anh em mình sẽ phải lột mặt được cái thằng TV Man này ra. À, dám cầm cái TV lên dọa anh em mình.